Sự thật về Trung đoàn Việt Nam duy nhất tấn công sang Trung Quốc trong chiến tranh 1979. Nhắc đến chiến tranh biên giới Việt-Trung năm 1979, chúng ta đều nghĩ rằng cuộc chiến này diễn ra trên đất của Việt Nam. Thế nhưng sự thật thì không hoàn toàn là như vậy. Năm 2018, báo chí của Trung Quốc lần đầu tiên đưa tin về sự kiện được gọi là nỗi nhục chưa từng thấy trong lịch sử Trung Quốc. Họ mô tả lại một sự việc diễn ra vào năm 1979, khi Trung đoàn 460 của Sư đoàn 338 tấn công vào đất của Trung Quốc. Bài viết này xuất phát từ tờ Đa Chiều của những người Trung Quốc hải ngoại và được báo chí Trung Quốc dẫn lại nặng trong nước. Vậy thì cuộc tấn công này diễn ra như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu qua video ngày hôm nay nhé! Trong thế kỷ 20, Việt Nam đã phải đương đầu với những kẻ thù có sức mạnh lớn hơn mình cả trăm lần. 4 năm thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đều đã phải đổ máu ở Việt Nam. Ít ai biết rằng, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tạo nên những kỷ lục mà cho tới nay chưa có quốc gia thứ hai nào làm được. Kỷ lục đầu tiên, chắc là ai cũng biết, đó là quốc gia duy nhất tính đến thời điểm hiện tại bắn hạ được pháo đài bay B-52. Thế nhưng, kỷ lục thứ hai mà ít người biết đến, đó là lần đầu tiên kể từ ngày thành lập vào năm 1949, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa bị một lực lượng vũ trang nước ngoài tấn công vào bên trong lãnh thổ của mình. Đây là điều mà cho tới ngày nay chưa có quốc gia thứ hai nào làm được. Và tác giả của kỷ lục đó chính là Trung đoàn 460 của Sư đoàn 338 tấn công sâu vào lãnh thổ của Trung Quốc vào năm 1979. Năm 2018, tờ Đa Chiều gọi nó là mối sỉ nhục lớn nhất. Sau hơn 40 năm tường trình sẽ nằm yên trong lịch sử thì cuối cùng nó được làm sáng tỏ. Đầu tiên, chúng ta cùng tham khảo tin tức từ phía Trung Quốc. Tranh bên dưới năm 1979, mục đích của Trung Quốc rất rõ ràng. Đó là thông qua tấn công biên giới phía Bắc của Việt Nam để ép buộc Việt Nam và rút quân khỏi Campuchia. Trung Quốc gọi đây là kế về ngụy cứu triệu thủ đoạn. Để thực hiện mục đích này là tiêu diệt lực lượng chủ lực của quân khu 1 và quân khu 2 của Việt Nam ở phía Bắc. Thậm chí có thể là tiêu diệt thêm sinh lực khi Việt Nam rút lực lượng chủ lực ở Campuchia về và ném vào biên giới phía Bắc. Muốn tiêu diệt lực lượng chủ lực ở Bắc Bộ Việt Nam, Trung Quốc cần tấn công và hậu cứ khiến quân đội Việt Nam buộc phải quyết chiến chủ lực với quân Trung Quốc. Bởi thế mà các trọng điểm chính ở Bắc Bộ như thị xã Cao Bằng, thị xã Lạng Sơn, Việt Nam có 6 sư đoàn đóng quân tại khu vực này, bao gồm Sư đoàn 3 và 346, lần lượt bố trí tại Lạng Sơn và Cao Bằng. Sư đoàn 338 đóng tại Đình Lập, Lạng Sơn. Sư đoàn 325 đóng tại Tiên Yên, Quảng Ninh. Sư đoàn 345 đóng tại Lào Cai. Và Sư đoàn 316 làm lực lượng cơ động của quân khu để sẵn sàng tăng cường cho các mặt trận chủ yếu là ở Lào Cai. 4 khu vực bằng Cao Bằng, Lạng Sơn, Tiên Yên, Đình Lập nối với nhau qua quốc lộ 4, gần như song song với biên giới của Trung Quốc. Sau khi chiến tranh nổ ra, quân đội Trung Quốc tổ chức 2 mũi tấn công vào Lào Cai từ phía Tây. Ở phía Đông, họ cũng chia làm 2 đường. Tập đoàn quân phía Bắc tấn công Cao Bằng và tập đoàn quân thứ 2 tấn công Lạng Sơn. Khi chiến tranh nổ ra, Sư đoàn 338 đóng tại Đình Lập nhanh chóng triển khai Trung đoàn 461 và Trung đoàn 462 theo quốc lộ 4 tiến lên chi viện cho Lục Bình. Tuy nhiên, trong khi các sư đoàn chủ lực như Sư đoàn 3, Sư đoàn 316, Sư đoàn 346, Sư đoàn 345 và 2 trung đoàn của Sư đoàn 338 đều phải căng mình ra chiến đấu và chịu tổn thất không hề nhỏ, thì Trung đoàn 460 còn lại của Sư đoàn 338 gần như bị bỏ sót. Từ đặc điểm của Sư đoàn 338 đóng tại Đình Lập là khu vực nằm giữa Tiên Yên của Quảng Ninh và thị xã Lạng Sơn, thì có thể thấy rằng quân khu 1 của Việt Nam cũng rất quan trọng. Sư đoàn 338 gần như là sư đoàn này thành lực lượng cơ động của quân khu. Sẵn sàng Bắc thì tiếp viện Lạng Sơn, Nam thì chi viện cho Quảng Ninh. Khi thấy các đơn vị khác phải căng mình chiến đấu với kẻ thù, thì Trung đoàn 460 đã không ngồi yên mà có nước đi mạo hiểm, đó là vượt biên giới, tấn công sang đất của Trung Quốc. Trong một thời gian dài, người ta đã tranh cãi, đây có suy nghĩ và hành động bùng phát từ chỉ huy của Trung đoàn hay đến từ cấp cao hơn. Tuy nhiên, điều đó thì cũng không quan trọng nữa. Trung đoàn 460 đã chuẩn bị ghi tên mình và lịch sử ngàn năm chống ngoại xâm của dân tộc. Năm xưa, Cao Thủy Lý Thường Kiệt dẫn tới quân đánh sang đất Tống. Và bây giờ, Trung đoàn 460 sẽ là những người tiếp theo. Khi tấn công thì cũng là lúc mà những sơ hở trong phòng thủ sẽ xuất hiện. Việc bố trí phòng thủ lỏng lẻo ở biên giới Trung Quốc
đã cho Trung đoàn 460 của Việt Nam một cơ hội để trở thành đơn vị Việt Nam duy nhất tác chiến trên đất của Trung Quốc, làm Trung Quốc bối rối và buộc quân chủ lực phải giải cứu, phần nào làm giảm bớt áp lực cho mặt trận Lạng Sơn. Có người cho rằng, nếu không phải là chỉ có một Trung đoàn 460 mà có nhiều đơn vị tương đương đánh qua đất Trung Quốc thì sẽ giảm áp lực cho các mặt trận ở Việt Nam rất nhiều. Sau khi chiến tranh nổ ra, lực lượng chủ lực của Trung Quốc tham gia tấn công, nên nhiệm vụ biên phòng giao cho biên cảnh và dân bên Trung Quốc, nên lực lượng vũ trang ở biên giới rất mỏng. Nơi mà Trung đoàn 460 của ta tiến vào là thị xã Đông Miên, thôn Bản Lạt. Trong khu vực này, có các điểm cao 544, 518 và 480 là quan trọng nhất. Nếu chiếm được các điểm cao này thì pháo binh có thể khống chế phạm vi 20 km. Quân đoàn 43 quân khu Vũ Hán tiến vào huyện Minh Linh chính là nằm trong phạm vi khống chế 20 km này. Nói cách khác, nếu Trung đoàn 460 chiếm được các điểm cao này thì tuyến hậu cần của quân đoàn 43 sẽ bị uy hiếp nghiêm trọng. Trong cuộc chiến tranh biên giới năm 1979, hậu cần là một điểm yếu trọng của quân Trung Quốc. Nếu bị khét sâu hơn nữa từ nội địa thì có nguy cơ đã nắm chắc phần thắng. Bản Lạng trước đây từng là nơi mà Trung Quốc bí mật viện trợ hàng hóa và vũ khí cho Việt Nam, nằm ngay cạnh quốc lộ 31 chạy qua Đình Lập và nối các thủ phủ của tỉnh Bắc Giang, nên có vị trí chiến lược rất quan trọng. Thế nhưng, do quân chủ lực đang tấn công nên Bản Lạng chỉ có dân binh và một đại đội biên phòng tỉnh Quảng Tây trấn giữ. Vào 8 giờ tối ngày 22 tháng 2, tức là ngày thứ 6 của cuộc chiến, Trung đoàn 460 bắt đầu khai hỏa, pháo kích dữ dội vào Bản Lạng. Cho đến nửa đêm đã bắn lên đến cả nghìn quả đạn. Đến rạng sáng ngày 23 tháng 2 thì pháo binh thừa dần. Ba tiểu đoàn thuộc Trung đoàn 160 đã chia làm ba cánh vượt qua cột mốc 53 và 54, tiến vào biên giới tấn công khu vực này. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, ba tiểu đoàn quân Việt Nam đã nhanh chóng tiến sâu vào lãnh thổ của Trung Quốc trên 5 km. Nên nhớ rằng, quân Trung Quốc với khoảng 600.000 lính trong một tháng cũng chỉ tiến được 15 km vào bên trong lãnh thổ của Việt Nam, trong khi Việt Nam chỉ với một trung đoàn đã tiến vào 5 km trong vài giờ chiến đấu. Điều này đã gây chấn động các quan chức của Trung Quốc. Lần đầu tiên, sau 30 năm lập quốc, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã bị quân đội nước ngoài tấn công vào lãnh thổ. Sự việc này đã làm cho các lãnh đạo của Trung Quốc phải choáng váng. Quân khu Quảng Tây là đơn vị chịu trách nhiệm chính giải quyết việc này. Họ ra lệnh cho bộ đội biên phòng và dân mình phải bảo vệ bất cứ giá nào chiếm lại được Bản Lạng. Lập tức, Trung đoàn một biên phòng tỉnh Quảng Tây đã điều động một tiểu đoàn tăng cường cho Bản Lạng. Điều khác Nam Ninh cũng lập tức ra lệnh tổng động viên trong 11 địa hạt của mình tham gia kháng chiến. Phó tư lệnh quân khu Nam Ninh và sau đó là tư lệnh quân khu đã trực tiếp tới đây để chỉ huy trận đánh. Trong lúc cấp gáp, khi quân chủ lực đã đi gần hết, dân khu huyện Ninh Minh tập trung được một đại đội bộ binh, hai đại đội pháo binh, một đại đội thông tin bắt đầu di chuyển đến Bản Lạng, cách đó 100 km để tham gia phản công. Đương nhìn về mặt thực tế, muốn thu hồi Bản Lạng cần phải có lực lượng dã chiến chủ lực, nhưng nhất thời không có lực lượng nào để điều động nên đành phải cho lính biên phòng và dân bình tiến lên, với ý định là nếu không chiếm lại được thì cũng hạn chế bước tiến của quân Việt Nam. 21 giờ ngày 24 tháng 2, quân khu Quảng Tây ra lệnh cho sư đoàn Ngũ Quật Mộ Ni 8 và tiểu đoàn 5, trung đoàn biên phòng Quảng Tây phối hợp cùng phản kích quân Việt Nam với dự định là đánh tan trung đoàn 460 của ta, sau đó tiêu diệt luôn trung đoàn pháo binh 28. Quan sát những diễn biến này, có thể nhận thấy rằng phía Trung Quốc định ăn tươi nuốt sống cả sư đoàn 338 của Việt Nam. Mục đích không chỉ tái chiếm lại đất đã mất mà còn tạo bản đồ, đánh mạnh và Lạ Sơn. Sau khi nhận lệnh, trung đoàn 442 và trung đoàn pháo binh tiến về Bản Lạng ngay trong đêm. Ngày 26 tháng 2, trung đoàn 442 của Trung Quốc đến khu vực Bản Lạng và bắt đầu trinh sát, chuẩn bị chiến đấu. Về phía Việt Nam, trung đoàn 460 đã rút dần từ những động thái chuẩn bị phản công lớn của phía Trung Quốc. Do không chiếm được bất kỳ lợi thế nào nên đã bắt đầu tính tới phương án phá hủy càng nhiều càng tốt và rút lui. Ngay trong đêm, ngày 24 tháng 2, trung đoàn đã bắt đầu rút dần về phía biên giới Việt Nam. Trên đường đi đã phá hủy càng nhiều càng tốt. Phía Trung Quốc đã cố ém nhẹ chuyện này, từ đó trở về sau, cho tới khi được tiết lộ vào năm 2018. Chuyện này là những gì mà báo chí Trung Quốc đã tường thuật là trận đánh của Trung đoàn 460 vào đất của Trung Quốc. Còn phía Việt Nam thì sao?
Hãy cùng xem tiếp video để biết nhé. Những con người thầm lặng với chủ trương gác lại quá khứ, hướng đến tương lai. Phía Việt Nam không đập nhiều đến trận đánh của trung đoàn 460 ra đất của Trung Quốc. Chỉ có vài lần là có nhắc tới một vài dòng ngắn gọn. Cho đến năm 2016, tức là 37 năm sau ngày sự việc xảy ra, mọi người mới có cái nhìn rõ hơn. Nhưng năm 2016, trả lời phỏng vấn của báo Vietnamnet, anh hùng lượng vũ trang nhân dân thiếu tá Lý Trung Phẩm, người tham gia trực tiếp vào trận đánh sang đất của Trung Quốc, năm đó vẫn còn là một bình nhất mới tiết lộ thêm điều này. Dù có một số mốc thời gian khác với báo chí của Trung Quốc, nhưng việc đánh sang đất của Trung Quốc là hoàn toàn có thật. Theo lời của thiếu tá Lý Trung Phẩm, sau khi chủ động đánh thọc sâu hơn 10 km, sang bên kia biên giới, chiếm giữ toàn bộ các chốt giữ của địch. Ngày 26 tháng 2, quân ta rút toàn lực lượng ra, thì ngày 1 tháng 3, địch tổ chức tấn công trở lại, chiếm lại trận địa. Địch chiếm được một số điểm cao ở hướng Bản Chất. Bản Chất nằm sát cột mốc 54, khu vực mà trung đoàn 460 vượt qua, đánh sang đất Trung Quốc. Theo lời kể của ông, thì trung đoàn 460, từ khi vượt qua đất của Trung Quốc, đến khi rút về Bản Chất, đã đánh tổng cộng là 21 trận đánh liên tục. Loại khẩu phòng chiến đấu ít nhất là 900 lính của Trung Quốc và đốt phá vô số phương tiện, kho tàng bên kia biên giới. Ngày 20 tháng 12 năm 1979, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Lý Trung Phẩm. Thực tế, việc các đơn vị Việt Nam tấn công sang đất của Trung Quốc trong chiến tranh biên giới Việt-Trung không phải là hiếm. Ngoài trường hợp của Trung đoàn 460, Sư đoàn 338, thì ngày 1 tháng 3, năm 1979, AFP và Tân Hoa Xã cũng đều xác nhận là có một cuộc đột kích cảm tử và phản kích thành công trong tỉnh Quảng Tây, cách xa biên giới khoảng 40 km. Tuy nhiên, vì vấn đề ngoại giao và chủ trương gác lại quá khứ, xóa bỏ hận thù, hướng đến tương lai, nên những câu chuyện này đã không được báo chí nhắc tới. Về phía Trung Quốc, thì như Tờ Đa Chiều đã nói, đây là một nỗi nhục không thể nuốt trôi nên đã êm nhẹ đi. Người Việt Nam sẽ chẳng thể nào quên ngày 14 tháng 3 năm 88, Trung Quốc đã bất ngờ cho quân cưỡng chiếm đảo Gạc Ma thuộc chủ quyền của Việt Nam. 64 chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam đã anh dũng chiến đấu tới hơi thở cuối cùng và hy sinh để bảo vệ cờ Tổ quốc và chủ quyền biển đảo. Cho đến nay, mỗi khi nhắc đến sự kiện bi thương này, nhiều người vẫn thắc mắc rằng tại sao Việt Nam không đánh chiếm lại đảo Gạc Ma? Liệu có phải vì chúng ta sợ Trung Quốc? Thực tế có nhiều nguyên nhân, trong đó có một nguyên nhân quan trọng, đó là Trung Quốc đã gài bẫy, chuẩn bị thứ này để đợi Việt Nam. Và nếu chúng ta chiếm lại Gạc Ma, chẳng khác nào tự chu đầu vào giỏ. Vậy rốt cuộc, Trung Quốc đã chuẩn bị tiếp đón Việt Nam bằng thứ vũ khí gì ở Gạc Ma? Còn bí mật gì về trận chiến Gạc Ma năm 88 chưa được tiết lộ? Nếu quý vị khán giả có chung thắc mắc, vậy thì đừng rời mắt khỏi màn hình vì sẽ có được câu trả lời ở video ngày hôm nay của chúng tôi. Trước khi chúng ta bắt đầu video hôm nay, quý vị hãy chuẩn bị một tách trà, nhâm nhi tách trà đó và theo dõi hết video cùng đội ngũ chương trình nhé. Như thường lệ, trước khi vào nội dung chính, quý vị hãy hào phóng tặng cho đội ngũ chương trình một nút thích ngay bên dưới video quý vị nhé. Cảm ơn quý vị. Xin mời quý vị tiếp tục khám phá nội dung. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng trả lời câu hỏi. Tại sao Trung Quốc lại tiến hành đánh chiếm các đảo của Việt Nam tại Trường Sa vào thời điểm tháng 3 năm 1988? Thực tế là vào cuối năm 87, đầu năm 88, là thời kỳ Việt Nam rơi xuống điểm thấp nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội. Tình hình trong nước chồng chất khó khăn, kinh tế đình đốn, đời sống của đại đa số người dân là cực kỳ vất vả. Cũng trong thời điểm đó, Liên Xô cũng bắt đầu lâm vào khủng hoảng chính trị và xã hội. Bắc Kinh nhẫn nhục xích lại với Washington, tự nhận là NATO phương Đông để nhận được nguồn tài chính và công nghệ, kỹ thuật từ Mỹ và phương Tây để phục vụ cho mục tiêu hiện đại hóa. Trong bối cảnh ấy, Trung Quốc cũng đã bắt tay với Mỹ và hầu hết các nước trong khu vực, trừ Lào và Campuchia, siết chặt vòng bảo vệ, cấm vận đối với Việt Nam. Lợi dụng tình thế khó khăn đó của Việt Nam, Trung Quốc đánh chiếm một số đảo của Việt Nam tại Trường Sa, phục vụ cho ý đồ lâu dài. Có thể thấy Trung Quốc cũng là bậc thầy trong việc lợi dụng thời điểm. Mặc dù đã đưa lực lượng ra Trường Sa và có những hoạt động đe dọa từ đầu năm 1988, nhưng thời điểm được Trung Quốc lựa chọn nổ súng rơi đúng vào ngày 14 tháng 3 năm 88 cũng là thời điểm lễ tang Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng được tổ chức tại Hà Nội. Một khi họ đã có được giả tâm thì chuyện tan ra bối rối lại trở thành điều có thể lợi dụng được.
còn việc lựa chọn Gạc Ma vì Trung Quốc muốn có một pháo đài ở trung tâm Biển Đông. Bãi đá Gạc Ma gần như nằm ở giữa Việt Nam và Philippines. Ở vị trí đó, Việt Nam muốn lấy lại cũng rất khó khăn vì xa bờ. Trung Quốc muốn ở vị trí an toàn và với việc chiếm được Hoàng Sa, họ có thể được thế trọng kìm tam giác từ Hải Nam xuống Hoàng Sa và Gạc Ma để khống chế Biển Đông. Thời điểm đó, Việt Nam cũng không có tàu chiến hiện đại và đủ sức lấy lại được. Ngoài ra, việc Trung Quốc đánh chiếm bãi Gạc Ma là một bước đi cụ thể cho giả tâm đường lưỡi bò Biển Đông. Gạc Ma nằm ở vị trí phía tây của quần đảo Trường Sa và là một trong những bãi đá sung yếu. Chiếm được Gạc Ma sẽ quản lý được vùng biển phía tây. Nếu chiếm được bãi đá này, thì với tiềm lực mạnh, Trung Quốc sẽ dễ dàng khống chế được cả vùng biển xung quanh. Theo chiến lược quân sự mà Trung Quốc đang đưa ra, không chỉ ở quần đảo Hoàng Sa mà nay ở Gạc Ma là kiểu gặm nhấm. Thể hiện rõ nhất là sau khi chiếm đóng trái phép của Việt Nam, lúc này không vội đánh các đảo khác. Phần vì gặp phải sự phản đối của Việt Nam và cộng đồng quốc tế, Trung Quốc đã lén lút cho bồi đắp xây dựng những công trình nhân đạo và khi Việt Nam phát hiện ra thì mọi việc đã rồi. Vậy tại sao Việt Nam chúng ta không chiếm lại Gạc Ma? Rất nhiều người nêu câu hỏi đó khi nhắc về một phần của máu thịt Việt Nam bị Trung Quốc chiếm đóng ngày 14 tháng 3 năm 1988. Chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị bài viết của cố nhà báo Nguyễn Đình Quân, một nhà báo dành nhiều tâm huyết cho Trường Sa để trả lời cho câu vạch triển. Sao không chiếm lại Gạc Ma? Nhiều người hỏi chỉ thấy mỗi đảo Gạc Ma không nhìn xa hơn, rộng hơn, sẽ chẳng có câu trả lời nào lọt tay họ. Ngoài bãi san hô Gạc Ma, từ đầu năm 88 đến tháng 3 năm 88, Trung Quốc đã chiếm các bãi Chư Thập, Châu Viên, Ga Vần, Subi, Huy Gâu ở quần đảo Trường Sa. Thay vì hỏi sao không lấy lại các đảo đó, tại sao chỉ hỏi sao không chiếm lại Gạc Ma? Để trả lời cho những câu hỏi này, tôi đã tìm lập những nhân chứng sống để có câu trả lời thỏa đáng nhất. Đại tá Nguyễn Văn Dân, nguyên phó, tham mưu trưởng vùng 4 Hải quân, người chỉ huy cụm 2 Trường Sa, cụm sinh tồn bao gồm Gạc Ma, Lên Đào, Cô Lim, trong chiến dịch CQ-88, trả lời câu hỏi này của tôi nói, năm 1988, mình thả lỏng để Trung Quốc chiếm đảo La Hoan Quan Sai. Tôi là người trong cuộc, tôi rất hiểu. Mình chủ yếu là tàu vận tải, phương tiện thô sơ, đi ra đến đúng đảo chủ yếu là nhờ kinh nghiệm xác định, định vị dựa vào các tàu buôn lớn của nước ngoài, cố gắng rất lớn vì đảo là đảo Chin. Một bãi cạn mênh mang, ý chí quyết tâm của mình lớn nhưng tiềm lực, khả năng của mình hạn chế, phải thừa nhận với nhau chuyện đó, nhưng không có chuyện thả lỏng Trung Quốc nó muốn làm gì thì làm. Quần đảo Trường Sa quá rộng, các điểm đảo cách nhau rất xa, mình chủ trương đóng giữ tất cả các đảo, nhưng phải chú ý đóng giữ các đảo lớn, bãi Chim lớn trước các bãi nhỏ sau. Chứ với lực lượng và khả năng của mình lúc đó là không thể cùng một lúc làm được tất cả, buộc lòng phải có thứ tự từng việc. Nhiệm vụ của tôi là xây dựng xong hai nhà cao chân trên đá đông thì đến Ga Vần. Làm xong nhà ở đất, nếu còn lực lượng còn phương tiện thì mới giải quyết nốt Chư Thập. Mà đúng cái mùa gió gây cướm, thời tiết khắc nghiệt. Khi đi tôi nói với sở chỉ huy, Liên Xô có phương tiện, mình phải nhờ để có gì họ cứu hộ cứu nạn với mình. Lúc sóng gió nguy cơ nhất, liên tục báo về tọa độ tương đối để có gì là Liên Xô ra cứu hộ cứu nạn. Người ta cứ thắc mắc, sao mình không đánh lại ở Gama. Thực ra mà nói, khi đó mình không có phương tiện để đánh. Như cái 605 có hai bệ pháo 40 ly của Mỹ ở mũi tàu, cũ rồi, đạn từ thời Mỹ chưa chắc còn nổi được. Còn mấy tàu thuộc dạng tốt thời Việt Nam Cộng Hòa thì sau ngày 30 tháng 4 năm 75 đã bị chính những người bỏ trốn đánh chiếm một số khác bị họ dùng để vượt biển qua Mỹ. Ngoài ra, một số tàu họ còn đem tặc không cho nước khác khi thua chạy. Thứ hai, tàu Trung Quốc nó đậu cách mấy hải lý, nó dùng pháo lớn bắn vào mình bắn lại nó cũng không bắn tới. Vậy tại sao mình không đưa tàu chiến ra? Mình khẳng định chủ quyền của mình đưa ra chủ yếu là các phương tiện vận tải. Quý vị công bình ra giữ chủ quyền chứ mình không đưa tàu chiến ra để đối đầu, nổ súng. Chủ quyền là của mình có trách nhiệm tiếp tục đóng giữ, bảo vệ. Chủ trương của mình là như vậy, có đưa tàu chiến ra Trường Sa là để tăng cường hỗ trợ bảo vệ. Khi mình có chủ trương tiến hành làm nhà cao chân trên tất cả các đảo Chim, mình dùng từ đóng giữ vì chủ quyền của mình rồi chứ không phải mình chiếm đóng. Chính vì quan điểm đó nên chúng tôi dù khó khăn mấy cũng làm bằng phương tiện thô sơ của mình. Còn Trung Quốc họ muốn có chủ quyền bằng sức mạnh. Tức là một cái tàu đưa người định chiếm đóng đảo nào thì có tàu chiến khác đi cùng. Thậm chí là tàu tuần dương như tàu 064, 062. Họ đi đâu đều có phương tiện đồng bộ sẵn sàng nổ súng. Nếu lúc đó mình đưa tàu chiến ra, tình hình sẽ trở nên phức tạp hơn. Có thể xảy ra chiến tranh và khốc liệt hơn mà hy sinh của mình lớn hơn vì Trung Quốc nó có phương tiện đầy đủ hơn. Nó đánh từ xa, phóng tên lửa từ xa, từ tàu tuần dương, tàu khu trục cơ lớn. Khi chiến sự xảy ra, lực lượng Liên Xô không tham gia vì sẽ làm vấn đề trở nên phức tạp. Họ chỉ giúp mình xác định tọa độ, cung cấp cho mình các phương tiện, báo cho mình thông tin về lực lượng của nó chứ họ không ra mặt ở đó được.
Tôi nghĩ lúc đó nếu Liên Xô vào là cái cớ để lực lượng Mỹ cũng có mặt thì trở nên còn phức tạp hơn nữa. Tranh chấp chủ quyền ở Trường Sa đâu chỉ có Việt Nam và Trung Quốc. Ngoài ra, khi chiếm được đảo Gạc Ma, Trung Quốc đã đề phòng mọi trường hợp. Nếu khi đó chúng ta tái chiếm chắc chắn sẽ rơi vào chiếc bẫy khổng lồ của Trung Quốc. Ngay sau ngày 14 tháng 3 năm 1588, Trung Quốc đã lập tức cho xây dựng các công trình phòng thủ và giáp quanh để trông giữ khiến quân đội Việt Nam không thể bí mật tiếp cận mà giành lại. Việt Nam không thể dùng tàu chiến để công khai đá pháo đánh chiếm lại bởi nếu chúng ta làm vậy sẽ là cái cớ để Trung Quốc dùng truyền thông lèo lái dư luận thế giới rằng Việt Nam gây mất an ninh là bên gây chiến trước nên Trung Quốc sẽ đường đường chính chính triển khai quân xuống phía Nam đánh chiếm đảo rồi từ chiến tranh trên biển, nguy cơ dẫn đến chiến tranh trên đất liền là điều có thể xảy ra. Bởi khi đó, biên giới phía Bắc, Trung Quốc vẫn đang lan le, chưa chấm dứt các hành động đánh giá ở khu vực này. Nếu cả đất liền và biển đều có chiến sự thì nó sẽ ảnh hưởng đến sự an nguy của hàng triệu đồng bào trong nước khi ấy. Lúc này, lợi thế duy nhất của Việt Nam lúc đó là không quân, bởi Trung Quốc chưa có máy bay nào có thể bay tới Trường Sa, trong khi Su-22 của Việt Nam khi đó lại đang là cường kích hiện cho với chuẩn quốc tế. Trung Quốc sau này cũng đã phải thừa nhận họ không dám xuống sâu hơn vì chưa có cách nào để đối phó với Su-22. Nhưng nếu đã sử dụng không quân, thì có nghĩa là leo thang từ xung đột thành chiến tranh cục bộ sẽ phải tính toán thiệt hơn, cũng như kế hoạch lâu dài để theo được cuộc chiến. Tính toán này sẽ dựa trên tiềm lực đất nước, có đủ để nuôi một cuộc chiến nữa không? Và đây chính là rào cản của Việt Nam khi đó. Ngoài ra, như đầu video tôi có kể với quý vị thì Việt Nam thời điểm 1588 đang gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế. Khi mới mở cửa 1586, với những sai lầm đã làm cho nền kinh tế rơi vào tình trạng siêu lạm phát, quốc tế thì lại đang bao vây cấm vận nên mọi thứ Việt Nam vẫn đang rất thiếu thốn. Trong khi đó, quân đội và cố vấn ở Campuchia thì chưa rút về nước, tình hình ở biên giới phía Bắc thì vẫn căng thẳng trong cuộc chiến với Trung Quốc ở Vị Xuyên. Quân đội Việt Nam ta khi đó cũng phải căng mình viết sức ở hai đầu đất nước. Chỗ dựa duy nhất là Liên Xô thì họ cũng đang lâm vào khủng hoảng. Vì vậy, Việt Nam chỉ có thể dùng những biện pháp an toàn nhất cho đất nước để có thể tự cứu mình và không để Trung Quốc có thêm lý do gây ra một cuộc chiến tranh nào nữa. Vậy khi đó, không chiếm lại được các đảo bị Trung Quốc chiếm, Việt Nam ta làm gì? Năm 1975, Việt Nam đóng giữ 5 đảo ở quần đảo Trường Sa, Song Cử Tây, Sơn Ca, Đảo Ý, Sinh Tồn, Trường Sa. Năm 1978, Việt Nam đóng giữ thêm 4 đảo, An Ban, Sinh Tồn Đông, Phan Vinh, Trường Sa Đôn. Tổng cộng đến năm 1978, ta đóng giữ 9 đảo ở quần đảo Trường Sa, đều là đảo nội. Ngày 5 tháng 3 năm 1987, Hải quân Việt Nam đóng giữ đảo Thuyền Trai trong chiến dịch CQ-88. Trước ngày 14 tháng 3 năm 1988, Hải quân Việt Nam đóng giữ thêm 7 đảo, Đá Tây, Tiên Nữ, Đá Lát, Đá Đông, Đá Lớn, Tộc Tàn, Búi Lê. Ngày 14 tháng 3 năm 1988, ta đóng giữ thêm đảo Lèn Đào và đảo Cô Linh. Nhân đây cũng nói thêm về bài báo cáo ca ngợi quân ta chiếm lại Lèn Đào là chưa đúng. Đảo Lèn Đào cũng bị Trung Quốc chiếm bao giờ mà ta phải chiếm lại. Ngày 14 tháng 3 năm 1988, lực lượng ta trên tàu SQ-605 đã cắm được cờ trên bãi Lèn Đào nhưng do lực cản trở nên ta chưa thể dựa nhà được. Sau đó trong thế hai bên rình rập nhau, ta đã khôn khéo chấp thời cơ, đổ người, đổ phương tiện lên đóng giữ Lèn Đào chỉ trong một đêm. Ngày 15 tháng 3 năm 1988, chỉ một ngày sau sự kiện 14 tháng 3 năm 1988, ta không lấy lại được Gạc Ma nhưng đóng giữ thành công đảo Đá Thị, một vị trí rất quan trọng ở cụm đảo Nam Ý. Ngày 16 tháng 3, ta tiếp tục đóng giữ đảo Đá Nam. Tổng cộng trong CQ-88, ta đóng giữ 11 đảo chim còn Trung Quốc đã đóng chiếm bằng vũ lực được 6 đảo trong đó có Gạc Ma. Như vậy, phù hợp với thực lực và khả năng cũng như quyết sách của Đảng là không tạo cớ để các nước khác có ý đồ leo thang quân sự ở Biển Đông. Bằng phương pháp hòa bình và ý chí, ta đã có thể đảm bảo được nhiệm vụ của CQ-88 hoàn thành ở bước hoàn thành được nền tảng bảo vệ chủ quyền lãnh của Việt Nam. Tháng 11 năm 88, Hải quân Việt Nam bắt đầu đóng giữ bảo vệ khu vực BK-1 ở thềm lục địa phía Nam. Được mất của ta sau CQ-88 và sự kiện 14 tháng 3 năm 88, quý vị đã có thể tự trả lời. Tình hình đảo Gạc Ma sau khi rơi vào tay Trung Quốc, sau khi sử dụng vũ lực chiếm đóng trái phép bãi đá từ năm 88, Trung Quốc đã từng bước cải tạo, xây dựng trên bãi đá này những cấu trúc vững chắc và biến nơi này thành một trong những tiền sự phi pháp của họ trên Biển Đông. Tháng 2 năm 2014, hàng chục máy xúc, máy ủi, cần cầu và cả tàu bè lớn nhỏ ngày đêm bơm hút một lô cát khổng lồ lên Gạc Ma. Chỉ trong vòng chưa đầy nửa năm, từ một bãi đá ngầm, nửa nổi, nửa chim, Gạc Ma đã biến thành một đảo cát nhân tạo có công trình đường xá, bến tàu, các cây dừa. Qua các bức ảnh vệ tinh,
Đá gạc ma hiện nay đã trở thành một hòn đảo nhân tạo với những kết cấu rất rõ ràng của một cả tàu, một cầu tàu quy mô lớn, một sân đỗ rộng và đường băng khá dài. Đến nay đã 1/4 thế kỷ trôi qua từ sự kiện ngày 14 tháng 3 năm 88. Có những điều chúng ta cần phải nói rõ như sau. Đầu tiên, ngay sau ngày 14 tháng 3 năm 88, thông qua hệ thống tuyên truyền khổng lồ của mình, Trung Quốc đã ngang nhiên biện đặt trắng trợn với dư luận trong nước và quốc tế rằng các tàu Trung Quốc đang thả neo để hiểm trợ cho tàu chở đoàn các nhà khoa học Liên Hợp Quốc đi khảo sát khoa học tại Trường Sa, thì bị các tàu chiến của Việt Nam tấn công, vì thế Hải quân Trung Quốc bắt đầu buộc phải đánh trả tự vệ. Sau đó, thông qua người phát ngôn của Tổng thư ký, Liên Hợp Quốc đã nói rõ, không để có tàu của Liên Hợp Quốc tổ chức khảo sát khoa học ở Trường Sa vào tháng 3 năm 88. Do là trái nhà ra mặt chuột và Trung Quốc đã lấy thúng úp voi, đã lấy thịt đè người lại còn muốn lấy tay che mặt trời. Đã không có tàu khảo sát khoa học của Liên Hợp Quốc thì chắc chắn về việc tàu chiến Việt Nam tấn công tàu Trung Quốc, điều mà nhiều người đều biết đó là chuyện đẫm máu phun người. Trước đó vào năm 1962, Trung Quốc phát động chiến tranh biên giới với Ấn Độ và chiếm cửa Ấn Độ hàng nghìn cây em vuông, nhưng lại vu cáo Ấn Độ xâm lược Trung Quốc. Năm 1979, Trung Quốc tiếp tục đưa 60 vạn quân xâm lược Việt Nam trên toàn tuyến biên giới phía Bắc. Sự việc rõ ràng như vậy nhưng cũng được họ tuyên truyền là phản cách tự vệ quân Việt Nam tấn công. Thời gian gần đây, cứ đến ngày 14 tháng 3 hàng năm, một số đối tượng tổ chức chống đối đảng nhà nước lại tung ra những hình ảnh, video clip, ghi lại phát biểu của chuyên gia này, chuyên gia kia hoặc áp đặt ý kiến chủ quan cho rằng trận hải chiến Trường Sa ngày 14 tháng 3 năm 588 ta mất gạc ma là do có lệ không được nổ súng, cho rằng ta bưng bít thông tin chuyện mất đảo, dâm đảo cho Trung Quốc. Đây thực chất là những luận điệu xuyên tạc, phản động, lực nói số đảng nhà nước ta làm mất giá trị của công cuộc giữ biển giữ đảo của toàn đảng, toàn quân, toàn dân nói chung và hạ thấp vai trò của quân đội nói riêng. Có thể khẳng định một điều, không có chuyện mất gạc ma do bộ đội hải quân không dám nổ súng, vì một lãnh đạo cấp cao đã ra lệnh không được nổ súng trong bất kỳ trường hợp nào, không có chuyện nhà nước bưng bít thông tin vụ 14 tháng 3 năm 588. Chúng ta hãy ngược lại thời gian về 588, ngay sau khi trận gạc ma ngày 14 tháng 3 năm 588 xảy báo Nhân dân và báo Hà Nội mới, số ra ngày 15 tháng 4 năm 588 đã đăng tuyên bố của Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nội dung có đoạn, tàu của ta đã buộc phải nổ súng để tự vệ, trong khi đó họ lại đổi trắng tay đen, vô cáo tàu của Việt Nam khiêu khích vũ trang tàu chiến của Trung Quốc. Thực chất tuyên bố này nói lên điều gì? Nếu các chiến sĩ hải quân Việt Nam không được nổ súng thì tại sao Trung Quốc có 6 lính chết và 18 lính bị thương trong cuộc hải chiến đó? Bình tĩnh, kiên quyết, khôn khéo xử lý, không nổ súng trước, không mắc mưu khiêu khích của đối phương. Đó là nguyên tắc ứng xử của Bộ đội Hải quân Việt Nam trước các hành động gây hấn của Trung Quốc năm 588 và các năm sau. Cho đến tận ngày này thì tại sao lại nói rằng Bộ đội Hải quân không dám nổ súng vì lệnh không được nổ súng trong bất kỳ trường hợp nào? Ở đây, không nổ súng trước thể hiện bản lĩnh chính trị vững sự đấu trí, đấu lực của bộ đội hải quân ta trước trò khiêu khích của hải quân Trung Quốc, khắc hẳn không được nổ súng. Định đã nổ súng giết chết chính đồng đội mình, cấp dưới của mình mà lại nói là không cho nổ súng thì hoàn toàn là bịa đặt. Không có bất cứ người chỉ huy nào lại để quân của mình làm bia cho quân thù bắn cả. Nói rằng nhà nước bưng bít thông tin vụ 14 tháng 3 năm 588 là hoàn toàn sai. Sau khi sự kiện ngày 14 tháng 3 năm 588 nổ ra, các cơ quan truyền thông Việt Nam đã lên tiếng mạnh mẽ. Kiểm chứng điều này hãy đến thư viện tìm đọc các số báo ra trong nửa sau tháng 3 năm 588 và tháng 4 tháng 5 năm 588 sẽ thấy rất rõ. Một điều nữa là không phải chỉ có sự kiện ngày 14 tháng 3 năm 588, mà ngay từ tháng 1 năm 588, khi Trung Quốc bắt đầu có các hành động chiếm đóng đá chữ thập, đá châu Viên, báo chí và nhân dân Việt Nam đã liên tục mạnh mẽ lên án hành động xâm lược của nước. Trước các sự kiện chính trị trọng đại, nhạy cảm của đất nước, việc các thế lực thù địch xuyên tạc chống đối đảng nhà nước, chế độ không phải là điều lạ. Những luận điệu xuyên tạc kích động phá hoại sự nghiệp cách mạng của nước ta thực chất là chống lại nhân dân. Chúng ta cần phải biết rõ, chủ động phản bác lại, đặc biệt trong điều kiện bùng nổ thông tin hiện nay. Chúng ta phải tỉnh táo, phân biệt những thông tin đúng, chính thống để giữ vững niềm tin, hành động đúng đắn, rời vào luận điệu xuyên tạc của kẻ thù. Câu chuyện xảy ra vào ngày 14 tháng 3 đến 88 tại Trường Sa, đến nay vẫn còn nguyên ý nghĩa thời sự. Sự hy sinh của những người lính Việt Nam 25 năm trước là một lời nhắc nhở tới 90 triệu đồng bào ngày hôm nay, trước hết là những người có trọng trách với dân tộc, không bao giờ được quên ba điều. 1. Lòng tin phải được đặt đúng chỗ. Đối với Trung Quốc, điều quan trọng không phải là lời nói mà là hành động. 2. Cần phải hiểu về con đường mà Trung Quốc chọn, những toàn tính và hành động của Trung Quốc liệu có phải là một quốc gia đồng chí như họ từng miêu tả hay thực tế là chính sách dân tộc núp lấn vị kỷ.
việc vô cứ đem quân đánh chiếm các đảo của một quốc gia láng giềng, bất kể quốc gia đó phát triển theo đường lối nào cũng là đi ngược lại những nguyên tắc sơ đẳng trong quan hệ quốc tế. Láng giềng là vĩnh viễn và không bao giờ thay đổi, trừ phi có một trận siêu động đất đẩy hai quốc gia ra xa nhau. Việt Nam cần muốn có một mối quan hệ hữu nghị, ổn định, lâu dài với Trung Quốc. Tuy nhiên, quan hệ ấy cần được đặt trong sự tôn trọng lẫn nhau về nhiều mặt, đặc biệt là vấn đề bất biến là chủ quyền quốc gia, lợi ích dân tộc. Không tỉnh táo nhận thức được điều này lệ thuộc vào những yếu tố ứng vạn biến như 16 chữ, 4 tốt có thể dẫn đến những bước đi sai lầm mang lại hậu quả lớn cho quốc gia, dân tộc. Quý vị thân mến, Việt Nam chúng ta có được bài học đắt giá khi có cảnh bị cô lập trên trường quốc tế từ năm 79 đến năm 90. Bài học ấy cùng với sự kiện ngày 14 tháng 3 năm 88, bác bảo chúng ta rằng bị cô lập không đồng nghĩa với có độc lập, mà ngược lại, bị cô lập sẽ dẫn đến thảm họa, thậm chí mất cả độc lập và chủ quyền quốc gia. Các nhà sử học Việt Nam chân chính và những người Việt có lương tâm trong sáng sẽ còn mất nhiều thời gian vào công sức, nghiên cứu, mổ xẻ, soi xét sự kiện ngày 14 tháng 3 năm 88 một cách khách quan để rút ra bài học bổ ích cho những người Việt hiện nay và các thế hệ mai sau. Cô Se là một hòn đảo nhỏ, nằm ngoài khơi Campuchia, dù vậy thì nó cũng chỉ cách đảo Phú Quốc của đất ta 4 km. Vì vậy mà trong lịch sử, nó từng là lãnh thổ của Việt Nam trong một thời gian dài. Vậy tại sao ngày nay đảo Cô Se lại rơi vào tay của Campuchia? Trong video hôm nay, các bạn hãy cùng tìm hiểu về hòn đảo này nhé! Cô Se là một hòn đảo nhỏ nằm ở phía nam Campuchia với diện tích 7,5 km2 và đường bờ biển dài 15 km. Nó có chiều dài 4,4 km từ bắc xuống nam và chiều rộng từ tây sang đông ở chỗ hẹp nhất là 1,8 km và ở chỗ rộng nhất là 4,4 km. Cô Se trong tiếng Khmer có nghĩa là đảo ngựa vì nó có hình dáng giống như một chú ngựa đang phi nước đại. Trong khi người Việt chúng ta gọi hòn đảo này với những cái tên như là hòn nàng ngoài hay hòn tiên mới. Đảo Cô Se nằm cách đảo Cua Thơ Mây hay hòn nàng trong chỉ 1,5 km về phía nam và cách đơn liền tỉnh Prea Sihanouk của Campuchia chỉ khoảng hơn 9 km về phía nam, trong khi ở phía tây nam có một hòn đảo nhỏ mang tên Koh Kee chỉ cách Cô Se chưa đến 400 m. Khoảng cách từ hòn đảo này tới đảo Phú Quốc của Việt Nam chỉ là 4,3 km. Vì vậy mà khi tới bãi gành dầu ở phía tây đảo Nọc thì bạn có thể ngắm được khu vực biên giới trên biển với Campuchia xa xa về hướng bắc, chính là hòn đảo Cô Se. Hòn đảo này cũng chỉ cách mòn bằng của Việt Nam 3,5 km và cách hòn Thế Bói 5 km. Cô Se không có người ở, vì vậy mà phần lớn hòn đảo này được bao quanh bởi vùng rừng ngập mặn, cùng với đảo Cô Thơ Mây ở gần đó. Nó tạo thành phần cực đông nam của vườn quốc gia Rim, nằm ở huyện Prey Nop ở phía nam của tỉnh Prey Sihanouk. Đôi khi người ta cũng nhầm lẫn Cô Se với một hòn đảo khác của Campuchia, đó chính là Kos, tức là đảo cưỡi ngựa, một hòn đảo nằm trong quần đảo Kép, tức là quần đảo Bắc Hải Tập, mà Campuchia đã chiếm từ Tây Việt Nam Cộng Hòa vào năm 1958. Đảo Cô Se rất bằng phẳng, với độ cao trung bình chỉ là 20 mét. Điểm cao nhất của đảo là 1,6 mét so với mực nước biển nằm ở phía tây của hòn đảo. Với khí hậu nhiệt đới, nhiệt độ trung bình năm ở đây là 24 đến tháng nóng nhất là tháng 4, với nhiệt độ trung bình là 26 gấm và tháng lạnh nhất là tháng 8, với nhiệt độ trung bình là 23 gánh hòn đảo. Trong khi đó thì lượng mưa trung bình là van hong trung 4-7 mm mỗi năm. Lượng mưa lớn nhất vào tháng 9 lên từ 600 mm. Trong khi đó thì tháng khô nhất là tháng 2, với lượng mưa chỉ là 24 mm, tương đương hòn đảo của Việt Nam. Khu vực phía tây nay Nam Campuchia ngày nay giáp với Vịnh Thái Lan, xưa kia là lãnh thổ của Việt Nam với tên gọi là Trấn Hà Tiên. Vào năm 1836, sau cuộc nổi dậy của Lê Văn Khôi ở các tỉnh miền Nam Việt Nam, thì đại thần nhà Nguyễn là Trương Năng Quế đã nhận trọng trách của triều đình đi kinh lược Nam Kỳ để lập địa bả. Khi này thì huyện Hà Châu, tỉnh Hà Tiên được chia thành 5 tổng là Hà Nhuận, Hà Thanh, Nhượng Đức, Thanh Di và Phú Quốc, tất cả gồm 44 làng. Tổng Hà Nhuận chính là tỉnh Kép của Campuchia ngày nay, trong đó có thôn Tiên Phước hay là đảo Hòn Năng, bao gồm hai hòn đảo là Hòn Năng Trong và Hòn Năng Ngoài, tức là đảo Cô Thơ Mây và Cô Se ngày nay. Trưởng thôn vào thời này là ông Trần Văn Tự. Trong hai đảo thì đảo Hòn Năng Trong cách bờ biển chỉ 280 mét. Nhờ có diện tích rộng và nhiều tài nguyên thiên nhiên, phía tây đảo có đồng bằng khá phì nhiều. Bên phía đông bắc lại có sông nước Nọt, nên hòn đảo này có người cư trú. Trong khi hòn Năng Ngoài dù cũng rất gần bờ nhưng thiếu nước Nọt, nên không có người sinh sống. Tuy nhiên, mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi vào giữa thế kỷ 19, khi Pháp chiếm được 3 tỉnh miền Đông Nam Kỳ vào năm 1862. Chỉ một năm sau,
tức năm 1863, Vương quốc Campuchia đã trở thành sứ quán bảo hộ của Pháp. Tới năm 1867, cường quốc phương Tây này chiếm nốt 3 tỉnh miền Tây, hoàn tất quá trình xâm lược Nam Kỳ lục tỉnh. Và thế là một đường biên giới trên bộ mới đã được vẽ ra bởi người Pháp. Trong khi đó, ở trên biển, tất cả các đảo nằm giữa Nam Kỳ và Campuchia đều thuộc chủ quyền của Việt Nam. Viện Thanh tra Pháp Jesuit đã viết trong bản báo cáo vào tháng 1 năm 1869 như sau. Ngay cả đảo Phú Dự cách bờ biển Campuchia 0,5 hải lý và đảo Tiên Mới cách đảo Phú Dự 1 hải lý cũng đều thuộc một làng Việt Nam. Đảo Phú Dự chính là đảo Hòn Năng Trong, tức là đảo Cô Thơ Mây ngày nay. Thực tế chỉ cách đất liền Campuchia chỉ 280 m, còn đảo Tiên Mới chính là đảo Hòn Năng Ngoài, tức là đảo Cô Xê ngày nay. Nó chỉ cách Hòn Năng Trong 1,4 km. Vì tất cả các đảo đều thuộc chủ quyền của Việt Nam, mà vào ngày 25 tháng 5 năm 1874, Thống đốc Nam Kỳ đã ký nghị định thành lập một quận biển trực thuộc chính quyền Nam Kỳ, bao gồm tất cả các đảo thuộc trấn Hà Tiên, kể cả quần đảo Nam Du, được tách ra khỏi hạt Hà Tiên và tạo thành một quận riêng biệt, cũng như được cai trị giống như mọi hạt tham biện khác của Nam Kỳ. Sau đó, vào ngày 16 tháng 6 năm 1875, quận biển lại được sáp nhập vào hạt Hà Tiên và trở thành phần của Phủ quốc Phú Quốc. Trong khi đó, phía Campuchia không có bất kỳ yêu sách lãnh thổ nào đối với các đảo, dù là cho chúng gần với lãnh thổ nước này hơn là Việt Nam. Tương tự như vậy, trong Hiệp định năm 1907 giữa Pháp và Thái Lan, toàn quyền Đông Dương đã nhường cho Siam tất cả các đảo ở phía bắc mũi Lem Lai và các đảo Koh Kut chỉ cách đến lục địa Campuchia 35 km. Tới năm 1910, khi Ủy ban phân định biên giới được thành lập, Campuchia cũng không đưa ra bất kỳ kiến nghị nào liên quan đến việc xác định chủ quyền các đảo. Lịch sử tranh chấp chủ quyền các đảo trên vịnh Thái Lan giữa Campuchia và Việt Nam chỉ bắt đầu vào năm 1931, khi khâm sứ Pháp tại Campuchia nhận được đơn xin đặt nhượng một miếng đất trên đảo Cô Tàng. Ngoài ra, ông Fournier, tỉnh trưởng tỉnh Hà Tiên, đã nhận được 14 bản khai chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, thông báo về chu vi các mỏ khoáng sản nằm trên các đảo trong vịnh Thái Lan. Các mỏ này rất giàu quặng sắt và quặng phốt phát, khiến cho nhiều nhà thăm dò quan tâm. Do đó, lấy lý do các đảo gần bờ biển của mình, khâm sứ Campuchia lúc đó là Fernand Marie Joseph Antoine Lavit đã kiến nghị Thống đốc Nam Kỳ hãy giao các đảo đó cho chính quyền xứ bảo hộ Campuchia. Theo đó, khâm sứ Fernand đã đưa ra một sơ đồ vịnh Thái Lan, trong đó có một ranh giới giả định chạy gần như song song với vĩ tuyến 10 độ 30 phút ở phía bắc của đảo Phú Quốc, tức là cho Campuchia một vài hòn đảo ở gần bờ biển của nước này. Đó là các đảo Phú Dự, đảo Tiên Mới và đảo Dừa, ngày nay là các đảo Cô Thơ Mây, Cô Xe và Cô Ta Kiếp. Tuy nhiên, Thống đốc Nam Kỳ không chấp nhận kiến nghị trên. Trong khi đó, ngư dân Campuchia thường qua lại các đảo và các mỏ đá thuộc chủ quyền của Việt Nam để tiếp tế nước ngọt và ẩn náu khi thời tiết xấu. Do Nam Kỳ có mức thuế thấp hơn nhiều so với mức thuế do Campuchia thu, nên dần dần ngư dân từ chối nộp thuế cho tỉnh Campuchia, mà thay vào đó là họ muốn nộp thuế cho Nam Kỳ. Để giải quyết tình trạng này, khâm sứ Campuchia gợi ý một giải pháp là phải ấn định một ranh giới gần như song song với bờ biển, chỉ cách bờ biển 5 km. Phía trong đường phân định này, các vùng đánh cá sẽ được đặt dưới quy định của Campuchia. Phía ngoài đường phân định này, chúng sẽ chịu các khoản thuế áp dụng ở Nam Kỳ. Nếu kiến nghị này được chấp nhận, các đảo Phú Dự, Tiên Mới và Dừa sẽ nằm trong lãnh hải của Campuchia. Tuy nhiên, việc này lại gây thiệt hại cho chính quyền Pháp ở Nam Kỳ. Vì vậy mà vẫn không có thỏa thuận nào được ký kết. Cuối cùng, vụ tranh chấp các đảo được đưa lên toàn quyền Đông Dương, khi đó là Joe Brevier. Ông này đã vạch ra một đường xuất phát từ biên giới đất liền giữa Campuchia và Nam Kỳ, chạy ra biển vòng qua bắc đảo Phú Quốc, cách các điểm nhô ra nhất của bờ bắc đảo Phú Quốc 3 km, và coi đó là đường biên giới giữa hai bên. Các đảo phía bắc được sáp nhập vào Campuchia, còn các đảo phía nam tiếp tục Nam Kỳ. Mặc dù Hội đồng Bảo hộ Campuchia đã đồng ý với dự thảo, nhưng Hội đồng thuộc địa Nam Kỳ thì không đồng ý. Vì xét về cả ba mặt lịch sử, chính trị và dân tộc, thì các đảo đó cần tiếp tục được thuộc Nam Kỳ. Do đó, tới ngày 31 tháng 1 năm 1939, toàn quyền Đông Dương Jules Brevet đã gửi thư cho Thống đốc Nam Kỳ cùng với khâm sứ Campuchia và vạch một đường hợp với kinh tuyến phía Bắc tạo thành một góc 140 độ. Đường đó vòng qua phía Bắc của đảo Phú Quốc, cách các điểm nhô ra nhất của bờ phía Bắc đảo Phú Quốc 3 km. Trong thư không nói rõ đường Brevet này chấm dứt ở đâu.
tất cả các đảo ở phía bắc của đường này từ nay sẽ do Campuchia quản lý. Tất cả các đảo ở phía nam đường này, bao gồm cả đảo Phú Quốc, sẽ tiếp tục do Nam Kỳ quản lý. Vậy là các đảo Phú Dự, Tiên Mới, đảo Dừa và đảo Chọc đã bị cắt cho Campuchia. Ngày nay là các đảo Cô Thơ Mây, Cô Xe, Cô Ta Kiếp và Cô Cô Lô Ai. Việc phân chia chưa được thực hiện xong thì Thế chiến thứ hai nổ ra vào năm 1939. Khi mà chiến tranh kết thúc thì Cộng hòa tự trị Nam Kỳ, khi đó là quốc gia Việt Nam, đều không chấp nhận đường Brevet mà vẫn coi các đảo bị cắt cho Campuchia là một phần của nước ta. Vào năm 1955, Việt Nam Cộng hòa được thành lập. Tận dụng thời cơ này, năm 1956, Campuchia dùng quân đội chiếm hai đảo Hòn Năng. Lúc đó, do Việt Nam Cộng hòa mới tiếp quản, đảo Hòn Năng Trong, tức là Cô Thơ Mây, lúc đó có khoảng 200 người sinh sống, còn đảo Hòn Năng Ngoài không có người ở. Từ đây thì hai hòn đảo này của Việt Nam đã mất hẳn vào tay Campuchia. Một phần của vườn quốc gia Rim tỉnh Prea Sihanouk không chỉ nổi tiếng với những bãi biển cát trắng trải dài, thành phố Sihanoukville sôi động mà còn được biết đến với khu bảo tồn thiên nhiên hoang sơ do chính cựu quốc vương Campuchia là ông Norodom Sihanouk thành lập vào năm 1993. Prea Sihanouk Rim là tên chính thức của vườn quốc gia này, nhưng nó thường được người dân gọi với tên là Rim. Nó trải rộng trên 15.000 ha đất liền và 6.000 ha vùng biển, bao gồm những bãi biển không dấu chân người, những khu rừng ngập mặn và rừng rậm nhiệt đới, những đá san hô ở ngoài khơi, cùng với hai hòn đảo nhỏ là Cô Thơ Mây và Cô Xe. Nơi đây có tới 155 loài chim khác nhau, cùng với các loài động vật như khỉ, sóc, chuồn, thẳng thắn. Thậm chí cả lời đồn về một con hổ đã từng xuất hiện trong khu bảo tồn. Công viên cũng đã ghi nhận về sự có mặt của rắn mang bành và chăn. Do đó, khách du lịch được khuyến cáo cẩn trọng nếu thực hiện những cuộc đi bộ xuyên rừng. Có một vài lựa chọn rất thú vị cho việc khám phá khu bảo tồn thiên nhiên thanh bình bậc nhất ở Campuchia này. Bạn có thể thuê xe Jeep với giá 25 đô la một ngày, hoặc rẻ hơn là xe máy với giá chỉ 10 đô la một ngày. Hoặc gọi xe ôm để tới ban quản lý rừng nằm đối diện với đường sân bay quốc tế Hanukvin. Sau khi làm thủ tục cùng với hướng dẫn viên thì bạn sẽ bắt đầu một hành trình khám phá thú vị trong khu bảo tồn, những chuyến đi bộ tới đỉnh núi Phnom Samanthik hay tới thác nước Kenkong, vân vân. Một lựa chọn tuyệt vời khác đó là du thuyền trên sông Prechtuk, dọc theo những khu rừng xanh để khám phá cuộc sống mưu sinh của người dân bản địa. Hoặc là đổ bộ trên những bãi biển hoang sơ không có một bóng người để tỏa sáng và lặn biển ngắm san hô cùng những dạn đá ngầm, ghé thăm những làng chài nằm ven sóng nước, hoặc là cắm trại qua đêm trên đảo Cô Mây và đảo Cô Xe. Để đến các hòn đảo này, bạn cần đến bến thuyền nằm ngay dưới chân cầu Prechtuk. Thuyền tới Cô Mây có giá dao động từ 25 đến 30 đô la, trong khi thuyền tới Cô Xe có giá cao hơn khoảng 40 đô la cho một thuyền với 4 người. Nếu có thêm người thì sẽ phải trả thêm 5 đô la. Ngoài ra, mỗi du khách cũng phải trả cho hướng dẫn viên 5 đô la. Hiện tại, hòn đảo Cô Xe vẫn còn rất hoang sơ và trở thành điểm đến yêu thích của những người muốn khám phá vẻ đẹp thiên nhiên. Du lịch và nhập cảnh trái phép đảo Cô Xe cách đảo Cô Ta Kiếp khoảng 20 km, tức là khoảng 15 phút đi thuyền. Trong khi đó, sẽ mất 1 giờ để đi từ bãi biển Outres ở Sihanoukville, còn sử dụng tàu cao tốc từ vườn quốc gia Rem để tới hòn đảo này chỉ tốn 15 phút. Bạn cũng có thể lựa chọn di chuyển bằng trực thăng để tiết kiệm thời gian. Mặc dù Cô Xe là một phần của vườn quốc gia Rem, nhưng một số công ty đã được nhượng quyền thuê đất lâu dài từ năm 2010 và cho tới nay mới có một phần hòn đảo được con người đưa vào khai thác du lịch. Tuy nhiên, điều này có thể sẽ thay đổi nhanh chóng. Còn hiện tại, Cô Xe vẫn là một trong những hòn đảo hoang sơ nhất ở Campuchia. Dù vậy, do gần đất liền nên ở đây vẫn bắt được sóng điện thoại và khách du lịch vẫn có thể truy cập Internet. Trong khi điện được sản xuất bằng năng lượng mặt trời hoặc là máy phát điện, thế nhưng lượng điện này cũng không đủ nhiều để có thể cung cấp năng lượng cho tủ lạnh hoặc điều hòa. Còn nguồn nước ngọt ở đây rất khan hiếm, vì vậy mà cần phải đem từ đất liền tới. Hiện tại thì có rất ít du khách đến đảo Cô Xe. Thường thì du khách sẽ phải thuê một chiếc thuyền nhỏ để đến đây. Và sau đó thì họ sẽ ở trong các căn nhà gỗ. Các hoạt động phổ biến ở đây là lặn với ống thở, câu cá, bơi lội và chèo thuyền quanh đảo. Trong khi đó thì lặn biển là hoạt động được nhiều du khách lựa chọn nhất khi tới đây. Tuy nhiên thì họ sẽ phải thuê đồ ở các cửa hàng đồ lặn tại Sihanoukville, còn tại hòn đảo này không có các cửa hàng như vậy. Du khách còn được khuyên cáo rằng không nên bơi quá xa về phía nam bởi vì sẽ sang lãnh thổ của Việt Nam, khi mà khoảng cách từ đây đến đảo Phú Quốc chỉ là 4,3 km,
Chính vì khoảng cách ngắn như vậy, nên rất nhiều người Việt tại Campuchia đã nhập cảnh trái phép vào Phú Quốc từ đảo Cô Se. Khi mà dịch Covid-19 bùng phát tại đất nước láng giềng vào năm 2021, ông Sok Che, Chủ tịch Hội Khmer Việt tại thành phố Sihanoukville cho biết có rất nhiều bạn trẻ từ khắp các tỉnh thành của Việt Nam sang thành phố Da Khu ở phía nam của Campuchia này để làm việc. Họ chủ yếu làm nghề chăm sóc sắc đẹp, bán quán hay phục vụ trong các tụ điểm có đông khách du lịch của Trung Quốc và Hàn Quốc. Do đặc trưng công việc tiếp xúc nhiều, nên khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát ở Campuchia cũng xuất phát từ cộng đồng như khách du lịch Trung Quốc, thì nhiều người phục vụ ở các tụ điểm cũng đã bị lây bệnh. Trong đó có nhiều người Hoa, người Khmer, người Việt từ Việt Nam sang, cũng như những người cộng đồng Việt đã sinh sống lâu dài ở Campuchia. Lo ngại về dịch bệnh, nên nhiều người Việt Nam làm việc tại Campuchia, nói chung và tại Sihanoukville nói riêng đã trở về nước. Người dân ở các tỉnh phía Nam Campuchia muốn về Việt Nam thường chọn cửa khẩu quốc tế gần nhất là Hà Tiên ở tỉnh Kiên Giang. Trong khi các tỉnh có đường biên giới trên bộ đang căng sức ngăn người Việt biên trái phép, thì tình hình trên biển còn khó khăn hơn gấp bội. Nhìn vào bản đồ vùng biển Tây Nam của Việt Nam tiếp giáp với Campuchia, sẽ thấy không xa xôi gì nếu dùng tàu từ Campuchia tới Phú Quốc hay là vào một số đảo thuộc Hà Tiên. Khoảng cách từ thành phố Sihanoukville đến xã Gành Dầu, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang chỉ là 45 km. Tương tự, khoảng cách từ bãi thơm của Phú Quốc đến bãi biển gần nhất của tỉnh Kampot chỉ là 12 km. Và gần nhất là từ đảo Cô Se do Campuchia quản lý đến Gành Dầu chỉ chưa đến 5 km. Hơn nữa, đây là vùng đất lịch sử. Ngư dân hai nước trong vùng này được tiếp tục làm ăn và di chuyển theo tập quán từ trước. Do đó, người dân có thể dễ dàng dùng xổ máy để đi từ Campuchia về Việt Nam. Ngay khi dịch bệnh bùng phát tại Sihanoukville, nhiều người Việt Nam đang làm việc tại Campuchia lo lắng và muốn về nước. Do đó, tại đây đã xuất hiện dịch vụ đưa người từ Campuchia sang Phú Quốc với giá từ 600.000 riels, tương đương với 3,5 triệu đồng, đến 1,5 triệu riels, tương đương với 8 triệu đồng, tùy theo đoạn đường và hành lý. Mãi tới ngày 19 tháng 4 năm 2023, sau dịp Tết cổ truyền trên Nam Thơ Mây, thì nhận thấy tình hình dịch bệnh đã không còn nguy hiểm. Chính phủ Campuchia đã ra quyết định giữ bỏ quy định đeo khẩu trang và xét nghiệm nhanh COVID-19 trên toàn quốc chỉ hơn 2 tuần trước lễ khai mạc SEA Games 32. Từ đây thì số lượng người Việt nhập cảnh trái phép từ đảo Cô Se cũng như các đảo lân cận cũng đã giảm xuống nhanh chóng. Đứng trước các mâu thuẫn ngày càng gay gắt của Việt Nam và Trung Quốc trên Biển Đông, nhiều người cho rằng chẳng chóng thì chày giữa hai nước Việt-Trung sẽ nổ ra một cuộc chiến khốc liệt để bảo vệ chính mình. Lúc bấy giờ, chắc chắn Mỹ sẽ không thể nào ngồi yên. Hoa Kỳ sẽ lợi dụng cơ hội đó để nhảy vào cuộc chiến và bắt tay với Việt Nam để xây dựng căn cứ quân sự cho riêng mình. Mục đích của Mỹ khi đó quá rõ ràng, đó chính là kiềm chế Trung Quốc trên biển lớn, đồng thời cân bằng quyền lực giữa mình với Hoa Lục để giữ vững vị trí số một thế giới như hiện giờ. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mong muốn của mình, Mỹ cần phải có cái gật đầu của Việt Nam. Và liệu rằng đất nước hình chữ S sẽ vì cuộc chiến không cân sức mà chấp nhận trở thành căn cứ mới của Hoa Kỳ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, hay sẽ chọn cho mình một hướng đi khác? Đây cũng chính là vấn đề được mang ra bàn luận sôi nổi trên trang mạng Quora.com mới đây. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe xem cư dân mạng khắp nơi bày tỏ ý kiến như thế nào trước câu hỏi liệu Việt Nam có trở thành căn cứ quân sự của Mỹ hay không. Nhưng trước khi đi vào nội dung chính, các bạn đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh nhé. Đây chính là động lực lớn để team có thể cho ra nhiều video, clip hấp dẫn phục vụ cho quý khán thính giả gần xa. Vâng, đứng trước câu hỏi được đặt ra, một cư dân mạng thông thái có nickname là Ken Lake đã đưa ra câu trả lời rất đáng để chúng ta phải suy ngẫm như sau. Về mặt quân sự, chuyện Việt Nam để mình trở thành căn cứ của Mỹ có thể gây ra một cuộc chiến khác với Trung Quốc. Mặc dù Việt Nam đã làm tốt trong chiến tranh Trung Việt năm 1979, nhưng thời thế bây giờ đã rất khác. TLA ngày nay đã vượt xa quân đội Việt Nam về chất lượng và số lượng. Hà Nội chỉ cách tên lửa và bom đạn của Trung Quốc 10 phút, vậy nên việc để chiến tranh nổ ra là điều vô cùng tồi tệ đối với Việt Nam. Đặc biệt là khi các nhà lãnh đạo Việt Nam cũng biết rằng Mỹ có thể sẽ bỏ rơi họ nếu xảy ra chiến tranh với Trung Quốc. Chúng ta nên nhớ rằng lần cuối cùng Trung Quốc gây chiến với Mỹ là trong chiến tranh Triều Tiên. Sau đó thì họ đã khiến cho Mỹ
phải đối mặt với một cuộc chiến tranh trên bộ khác với mình. Nỗi sợ hãi đó mạnh mẽ đến mức khiến cho Mỹ không thể xâm chiếm miền Bắc Việt Nam trong chiến tranh Việt Nam. Giờ đây, sự trỗi dậy và hiện đại hóa của Trung Quốc, Mỹ thậm chí có thể không giành được chiến thắng trong một cuộc chiến hải quân ở Biển Đông. Chứ đừng nói đến một cuộc chiến tranh trên bộ. Mặt khác, cuộc chiến tranh Triều Tiên cũng là khởi đầu cho sự xui xẻo của Mỹ ở châu Á. Nam Việt Nam, Lào, Campuchia, Iran, người Kurd, người Syria và người Afghanistan, nơi những nhà cầm quyền hoặc là nhóm nổi dậy thân Mỹ bị các tổng thống Mỹ liên tiếp bỏ rơi. Về mặt kinh tế, Việt Nam đang được hưởng lợi rất nhiều từ thương mại với Trung Quốc. Nhiều nhà máy trong số đó được thành lập bởi các công ty Trung Quốc và chuỗi cung ứng của Việt Nam gắn chặt với nước này. Nhưng nếu một cuộc chiến tranh giữa hai nước nổ ra, nó sẽ phá hủy sự thịnh vượng ấy mãi mãi. Các nhà lãnh đạo Việt Nam rất thông minh, cho nên họ biết rằng trung lập là lựa chọn tốt nhất bây giờ. Đôi khi họ sẽ hợp tác với Mỹ để đạt được một số đòn bẩy chống lại Trung Quốc, để nhận được các lợi ích thương mại hoặc đầu tư của phương Tây. Nhưng việc để cho Mỹ xây dựng một căn cứ quân sự trên lãnh thổ của mình lại là một điều hoàn toàn khác. Rõ ràng khi đọc kỹ comment của cư dân mạng kể trên, không khó để nhận thấy. Anh bạn này cho rằng chuyện Việt Nam để mình trở thành căn cứ quân sự của Mỹ là điều không mấy khả thi. Bởi vì về mặt quân sự, Mỹ chưa chắc là đối thủ của Trung Quốc ở thời điểm này. Khi mà quân đội Trung Quốc không ngừng được nâng cao về số lượng, lẫn chất lượng, cũng như được trang bị rất nhiều loại vũ khí khí tài hiện đại có 102. Hơn nữa, ông lớn Hoa Kỳ cũng không mang đến một niềm tin vững chắc cho Việt Nam rằng mình sẽ luôn đồng hành cùng nước bạn trong cuộc chiến giả định có thể xảy ra. Tại sao lại nói như thế? Là bởi vì hơn ai hết, chính phủ Việt Nam hiện giờ đã nhìn thấy được những gì mà Hoa Kỳ đã từng làm với chính quyền Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc chiến tranh thì quá khứ. Còn hiện tại, tấm gương sáng nhất dành cho Việt Nam chính là Ukraine. Một đồng minh thân cận của Hoa Kỳ đang đứng trước nguy cơ bị ông lớn quay lưng khi bị Washington cắt dần các khoản viện trợ lớn nhỏ suốt thời gian qua. Và xét về mặt kinh tế, Việt Nam càng không có lý do để cho điều đó xảy ra. Bởi vì theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam cho thấy, những gì đang diễn ra giống như những gì mà anh chàng Ken Lek nói. Trung Quốc hiện là một trong những đối tác thương mại quan trọng nhất của Việt Nam, với tổng kim ngạch đạt hơn 171 tỷ đô la, chiếm 25,16% kim ngạch cả nước trong năm 2023. Cùng với đó là con số thâm hụt thương mại của Việt Nam với Trung Quốc trong năm ngoái cũng to lớn không tưởng, với số tiền nhập siêu đạt gần 50 tỷ đô la. Nếu như Việt Nam quay xe với Trung Quốc lúc này, thì người chịu thiệt hại lớn nhất chính là bản thân mình, chứ không phải ai khác. Vậy nên Việt Nam sẽ không bao giờ làm điều ngu ngốc như thế kia. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, về tổng kim ngạch thương mại hai chiều với Việt Nam, Hoa Kỳ cũng đứng ở vị trí thứ hai sau Trung Quốc. Còn nếu xét riêng về lĩnh vực xuất khẩu, từ nhiều năm qua Mỹ đã trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Cụ thể hơn là trong năm 2023, xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ đạt gần 97 tỷ đô la. Mặc dù giảm 11,4% so với năm trước, nhưng vẫn chiếm tới 27,3% kim ngạch xuất khẩu cả nước. Trong đó có 12 nhóm hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ đạt kim ngạch từ 1 tỷ đô la trở lên. Ở chiều ngược lại, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ Hoa Kỳ đạt 13,82 tỷ đô la trong năm 2023, giảm 4,5% so với năm trước và chiếm 4,2% kim ngạch nhập khẩu trên cả nước. Như vậy, trong năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước Việt-Mỹ đạt gần 111 tỷ đô la, chiếm 16,27% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước. Nếu Việt Nam để mất lòng Mỹ, thì thiệt hại mà đất nước hình chữ S nhận lấy cũng không hề nhỏ so với khi làm phật lòng Trung Quốc. Điều này đã tạo một bài toán khó cho Việt Nam vào thời điểm hiện tại, cũng như trong tương lai khi phải đi nước đôi giữa hai ông lớn Mỹ-Trung. Nó đòi hỏi Việt Nam phải thật khéo léo trong cách cư xử giữa Trung Quốc và Mỹ, để giữ được hòa khí cho đôi bên, cũng như giữ được lợi ích lớn nhất cho mình. Vì vậy, có thể nói câu trả lời mà anh bạn Ken Lek đưa ra là hoàn toàn hợp tình hợp lý. Nó đã nhận được nhiều sự tán đồng của cư dân mạng gần xa như sau. Tôi là người Mỹ gốc Việt, và tôi hoàn toàn đồng ý với bạn. Tôi tin rằng đây là chính sách ngoại giao tốt nhất của Việt Nam. Đặc biệt là khi tôi đã sống qua chiến tranh Việt Nam và chiến tranh Trung Việt vào tháng 2 năm 1979. Vâng, bạn đúng rồi đấy. Việt Nam không bao giờ muốn trở thành căn cứ quân sự cho ai, vì kinh nghiệm trong quá khứ khi để xảy ra chiến tranh với Trung Quốc do sự liên minh chặt chẽ với Liên Xô. Hơn nữa,
đường lối ngoại giao của Việt Nam đã nêu rõ chính sách quốc phòng 4.0 của riêng mình rồi. Tuy nhiên, anh bạn kể trên cũng không quên nói thêm rằng, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi sợ Trung Quốc. Chúng tôi không muốn chiến tranh phá hủy mọi nỗ lực chung sống hòa bình và thịnh vượng, giống như bất kỳ ai trên trái đất. Tuy nhiên, nếu cần, người Việt Nam sẽ cầm vũ khí bảo vệ quê hương như hàng ngàn thế hệ cha ông. Hãy nhìn xem người Mỹ có vũ khí tiên tiến như thế nào ở Afghanistan hay Iraq, nhưng họ lại không tồn tại được lâu ở Việt Nam. Ngày xưa, người Mông Cổ mạnh hơn người Việt biết bao nhiêu. Họ có thể chinh phục toàn bộ Trung Quốc và một nửa thế giới, nhưng đã thất bại 3 lần trước Việt Nam. Vì vậy, đừng phô trương vũ khí của bạn hoặc đe dọa một nước nhỏ bé như chúng tôi. Tốt hơn hết, các bạn nên tôn trọng chúng tôi và tỏ ra thật thân thiện. Điều đó tốt cho cả hai chúng ta. Và tin chắc rằng người Việt Nam có gen chiến đấu rất dũng mãnh và nó sẽ được thể hiện ngay khi cần. Đồng ý hai tay hai chân với ý kiến nêu trên, bạn Văn Trung Hiếu, quan chức, nói rằng chúng ta cần lưu ý một điều là Việt Nam duy trì ý thức chủ quyền và độc lập dân tộc rất mạnh mẽ. Đất nước này có một lịch sử lâu dài chống lại sự ảnh hưởng và kiểm soát của nước ngoài. Vì vậy, khả năng Việt Nam cho phép Mỹ thiết lập căn cứ quân sự trên đất nước mình là điều khó có thể xảy ra. Nói tóm lại, khả năng để Việt Nam trở thành căn cứ của Mỹ nếu cuộc chiến tranh trên biển nổ ra là cực kỳ thấp. Mặc dù vậy, nhưng với tinh thần độc lập tự cường, với kinh nghiệm chiến đấu dày dặn và lợi thế sân nhà sẵn có, Việt Nam chưa hẳn đã thất thế trước Trung Quốc. Điều này đã từng được chứng minh trong 1.000 năm Bắc thuộc, trong 3 lần chống quân Mông Nguyên và gần đây nhất là cuộc chiến tranh biên giới Việt-Trung năm 1979, khiến Hoa Lục phải quay xe. Gần đây, Viện Phân tích Chiến lược Quốc tế Global Firepower đã công bố bảng xếp hạng 145 quốc gia dựa trên năng lực quân sự cho năm 2023. Trong đó, Hoa Kỳ, Nga và Trung Quốc đứng đầu danh sách, trong khi Việt Nam đạt vị trí thứ 19 với lực lượng nhân sự quân sự hùng hậu. Thông tin này được một tờ báo Trung Quốc nhanh chóng đăng tải với những bình luận khiêu khích, thậm chí là đặt câu hỏi về khả năng một quân đội như Việt Nam lại có thể đứng trong top 20 toàn cầu. Lý do gì khiến báo Trung Quốc lại có những phát biểu thách thức như vậy? Liệu đó có phải là biểu hiện của sự tự mãn, đánh giá thấp Việt Nam từ phía họ hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá trong video hôm nay các bạn nhé! Kính thưa quý vị, dù Trung Quốc vượt trội hơn chúng ta về nhiều mặt, từ kinh tế đến quân sự, chúng ta vẫn không thể phủ nhận điều đó. Tuy nhiên, có vẻ như Trung Quốc luôn có thói quen đánh giá thấp Việt Nam. Chỉ đến khi phải nhận một bài học thấm thía, họ mới chịu dừng lại. Ví dụ như, trong cuộc chiến năm 1979, dù Trung Quốc có lực lượng và vũ khí vượt trội hơn nhiều, Việt Nam vẫn chiến thắng và khiến họ phải rút quân về nước một cách nhục nhã. Đó là quá khứ. Nhưng ngay cả khi mối quan hệ giữa hai nước đã có những cải thiện, mỗi khi Việt Nam được quốc tế ca ngợi, truyền thông Trung Quốc vẫn không ngừng phát ngôn khiêu khích. Vừa qua, báo Trung Quốc đã đăng một bài viết với tiêu đề hỏi: quân đội Việt Nam mạnh cỡ nào? Việt Nam đứng thứ mấy trên thế giới? Chúng ta hãy cùng phân tích bài viết này các bạn nhé! Cụ thể, bài viết nói rằng Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng, có nhiều điểm tương đồng về lịch sử chiến tranh. Trong khi Trung Quốc từng là bên bị Việt Nam chống lại, sự quan tâm của người dân Trung Quốc đối với Việt Nam chưa bao giờ suy giảm. Thực tế cho thấy, sức mạnh quân sự của Việt Nam không hề nhỏ, thậm chí là còn được các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á như Thái Lan đánh giá cao. Tuy nhiên, khi đặt Việt Nam trong khung cảnh toàn châu Á, cách nhìn dựa trên bảng xếp hạng của trang web quốc phòng danh tiếng Global Firepower năm 2019 cho thấy một bức tranh phức tạp. Với vị trí thứ 23 thế giới về sức mạnh quân sự, Việt Nam tỏ ra không hề tầm thường. Kinh ngạc hơn, đến năm 2023, Việt Nam xếp thứ 19 trên toàn cầu. Điều này làm nhiều người ngạc nhiên. Đánh giá sức mạnh quân sự của một quốc gia đòi hỏi phải xét đến nhiều yếu tố như tổng sức mạnh, chất lượng và quy mô vũ khí hiện có. Quân đội nhân dân Việt Nam bao gồm lực lượng thường trực với khoảng 450.000 quân và khoảng 5 triệu quân dự bị. Chúng ta cần quan tâm đến vũ khí hiện có của quân đội. Ví dụ, trong cuộc phản công chống Việt Nam, chất lượng vũ khí của quân đội Việt Nam rất ấn tượng, thậm chí còn vượt qua chất lượng vũ khí của địch. Ngoài ra, quân đội Việt Nam còn có nhiều loại vũ khí từ quân đội Mỹ trong chiến tranh Việt Nam và từ Liên Xô trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Các loại vũ khí của Trung Quốc từ chiến tranh Triều Tiên và chiến tranh giải phóng cũng từng được sử dụng. Tuy nhiên, theo thời gian, vị thế giữa Trung Quốc và Việt Nam có vẻ như đã đảo ngược. Sau nhiều năm phát triển,
Trung Quốc đã tự chế tạo được nhiều loại vũ khí hiện đại cho hải quân và lục quân. Ngược lại, Việt Nam vẫn chủ yếu sử dụng vũ khí từ thời Liên Xô và Mỹ của thế kỷ trước. Điều này cho thấy sự lạc hậu trong trang bị vũ khí đã trở thành một trở ngại lớn cho sự phát triển của quân đội Việt Nam. Với một nền kinh tế có GDP chỉ 400 tỷ đô la, tương đương một thành phố lớn của Trung Quốc, và ngân sách quân sự không quá 6 tỷ đô la mỗi năm, Việt Nam phải giải quyết nhiều thách thức. Dù có lực lượng quân đội lên tới 500.000 người, việc duy trì số lượng lớn này chủ yếu tập trung vào việc cung cấp nhu cầu cơ bản như lương thực, tiền lương và xây dựng cơ sở vật chất. Điều này đã dẫn đến việc lãng phí ngân sách quân sự và buộc quân đội phải kinh doanh để giải quyết khó khăn tài chính. Sự thiếu đầu tư và trang bị vũ khí đã làm cho tình trạng trang bị của Việt Nam khó khăn, không thể sánh được với Iran và Iraq vào những năm 1980, thậm chí còn kém xa. Năm nay, lô xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 của Nga đã về Việt Nam với số lượng hơn 40 chiếc. Vì quy mô quá nhỏ, nên những chiếc xe tăng tồn tại dưới dạng vận tải tiêu hao cũng đã trở thành trang bị kỹ thuật tiên tiến cho Việt Nam. Còn Hải quân Việt Nam thực sự khốn khổ. Hải quân là một ngành quân sự rất tốn kém về tài chính và thời gian, cần được xây dựng từ nhiều khía cạnh khác như lý thuyết hệ thống khái niệm, chứ không chỉ đơn giản đóng tàu chiến, cái gọi là phương tiện hải quân thế kỷ. Trong những lĩnh vực này, một quốc gia nhỏ bé như Việt Nam hoàn toàn không có cơ hội phát triển lực lượng chủ lực của hải quân. Việt Nam hiện nay có 4 tàu khu trục, mỗi chiếc có lượng giãn nước khoảng 2.200 tấn. Đây đã là tàu chiến tiên tiến nhất ở Việt Nam. Việt Nam không có tàu chiến nào khác có thể lọt vào hạng cỡ chung. Nếu nhìn vào lực lượng không quân, Việt Nam còn tệ hơn. Toàn quân chỉ có 12 chiếc Su-27SK và 24 chiếc Su-30MK2 có thể coi là khá tốt. Còn lại hơn 100 chiếc MiG-21 và hơn 40 chiếc MiG-23. Để so sánh trực quan, hãy xem GDP của Venezuela tương đương với Việt Nam. Nhưng lực lượng không quân của nước này mạnh hơn Việt Nam rất nhiều. Có 46 máy bay chiến đấu F-16B của Mỹ, hơn 30 máy bay chiến đấu Su-30MK2 của Nga và đang tìm cách mua Su-30SM và Su-35. Ngoài ra, không quân Venezuela còn được trang bị máy bay huấn luyện, máy bay không người lái tiên tiến và các thiết bị khác Trung Quốc xuất khẩu. Việc xây dựng và phát triển quân sự của Việt Nam chậm còn là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố, trong đó yếu tố kinh tế yếu là một trong những nguyên nhân chủ yếu. Xét cho cùng, cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc hạ tầng. Trong khi các nước đang mạnh mẽ vực dậy và phát triển kinh tế của mình, thì Việt Nam lại theo Liên Xô, theo đuổi chính sách bá quyền. Sau khi hoàn thành thống nhất đất nước, khiến Việt Nam không ngừng bỏ lỡ những cơ hội lớn để phát triển kinh tế, mà còn kéo nền kinh tế trong nước đi xuống do chiến tranh lâu dài, dẫn đến kinh tế Việt Nam phát triển rất chậm, khiến Việt Nam thiếu vốn để phát triển vũ khí trang bị.